cây bé bự đi ra thu hoạch cái nó nhỏ nhỏ vậy chứ ở ngoài nó bự lắm bà con ơi, không biết 2 kg không ta, thì xin gờ thử coi nó bự không. Wow, nó bự quá ha. Bây giờ bé bự sẽ cho con trai mình nó thu hoạch nè, nặng quá đó, ở dưới kê cái này luôn á, chứ nó thòng xuống rồi cái vàng yếu quá sợ nó gãy cây. Rồi cho xin hái nó đi, hấp hấp á. Wow, nặng không? Ôi coi ảnh kìa, ôm yếu quá mà. Yeah, nhanh quá. Đâu nặng cỡ nhiêu đâu, đây mẹ mượn coi, đưa qua coi nó dài cỡ nhiêu. Wow, cho xin đo thử cái tay cho xin coi nó dài, để xuống cái chân luôn coi, để xuống cái chân coi nó dài bao nhiêu. Ồ, nó dài hơn đầu gối của Jason rồi đó. Rồi cầm lên con. Cái này bắt đầu mình sẽ đem vô làm món gì đây? Bầu 7 món hả? Đây, mẹ cầm bên, Jason cầm bên cho vui vui coi. Trời ơi, cái trái bầu. Trái đầu tiên duy nhất trong đời bé bự trồng được đó. Thích ơi là thích luôn. Nào cầm một tay thử coi. Vô đi. Để mẹ quay thêm một vòng nữa. Khoan, trước khi đi vô nói gì? Xin chào. Rồi đi vô đi con. Cái này là nó mọc tược ra nè. Cái này là những trái này nó có trái nè. Cái này là trái cái nè. Khi nào nó nở hoa thì bé bự sẽ lấy cái bông đực chấm vô cho nó. Khi cái vườn của bé bự như là không có thấy con ong con gì hết, có thấy con bướm làm sâu thì có. Còn một hàng dây này coi toàn bộ và bông đực không à, nó nở bông đực quá trời, tỉa bớt cần cho nó ra bông cái rồi đó. Hồi nãy nhờ con nó quay mà không biết là nó có quay cho chính xác không đây đó. Cái này cũng ra cái bông đực nè, cắt cái trái kia để nó nuôi thử trái này coi. Cái này nó nằm hoài không thấy nó lớn, đang mọc tược nhiều lắm, bông đực thì quá trời. Video tới đây bé bự tạm ngưng nha, cảm ơn mọi người đã xem video. Lần đầu tiên bé bự được thu hoạch nó luôn đó, mừng lắm, vui lắm. Cảm ơn cả nhà mình luôn ủng hộ bé bự nha. Thank you, bye bye. Okay.